À, Lan Anh đang học đại học kinh tế hả? Chắc phải học giỏi lắm mới đậu được vô đó ha. Nhìn trong sách đó là Nguyễn biết rồi. Lan Anh đúng là giỏi thiệt á. Hồi đó biết là Lan Anh học giỏi rồi, nhưng mà không ngờ giờ lại đậu thủ khoa luôn á. Có gì đâu, mình chỉ cần một quyết tâm và đặt mục tiêu thì mình sẽ làm được thôi mà. Nguyễn ăn nữa nha, vẫn còn cơm đó. Cảm ơn Lan Anh. Cảm ơn. Lan Anh hay ăn cơm vào buổi sáng như vậy thì sẽ no lâu hơn. Buổi trưa thì Lan Anh vào thư viện học nên không có ăn trưa. Tới chiều á, đi làm thêm thì Lan Anh mới ăn. Ôi không được đâu, Lan Anh mà ăn như vậy á dễ bị đau bao tử lắm á. Không sao đâu, Lan Anh quen rồi mà. Còn Nguyện, giờ sao rồi? À, Nguyện với ba bây giờ như thế nào? Nguyện không ở với ba nữa hả? mình không còn ở chỗ đó nữa. Vậy còn mẹ của Nguyện thì sao? Vẫn đi tìm. Từ đó tới giờ Nguyễn vẫn đang cố gắng đi tìm. Nguyện có đăng báo tìm má không? Có, Nguyễn đã từng đăng, nhưng mà chỉ được có 2 tuần à. Tại vì sau đó mình hết tiền. Mình đã thử đủ cách, đi nhiều nơi, làm nhiều việc khác nhau để có tiền, và cũng để đi tìm mẹ của mình. Lan Anh xin lỗi nha. Đáng lẽ Lan Anh không nên hỏi chuyện như vậy. Có gì đâu, Lan Anh là bạn của mình mà. Lan Anh, Lan Anh có biết Lan Anh là người bạn tốt nhất mà mình từng có không? Tìm lại được Lan Anh khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình không nghĩ là sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. À mà bây giờ mình cũng tốt lắm á. Mình đang làm việc tại tiệm bánh Vua Bánh Mì á. Vậy hả? Ừ, tiệm bánh nó nổi tiếng lắm á. Nè, có người á đang học ở Hàn Quốc mà phải về đó xin học á. À, mình đã thi chung với người đó, cái cuối cùng mình đậu luôn. Lan Anh thấy mình giỏi không? Nguyện ăn đi. Ăn đi, còn nhiều lắm. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?